Xin chào các em. Trong bài này, hãy dẫn các em sửa bài số 2. Thì trước hết các em vào Developer, rồi chúng ta chọn Visual Basic. Sau đó các em Insert Module mới vào. Trong đó hãy đặt cái tên hàm là giảm giá. Đầu tiên thầy truyền biến ngày mua vào. Rồi, như vậy ở đây chúng ta có các chương trình như sau. Thầy copy sang bên đây luôn. Rồi, chúng ta sẽ thêm dấu phẩy phía trên để chuyển thành ghi chú. Rồi, như vậy là so sánh ngày. Rồi là if ngày lớn hơn hoặc bằng thăng. Và ngày nhỏ hơn hoặc bằng thăng. Như vậy là chúng ta sẽ đưa các ngày vào trong dấu thăng này. Sẽ được định dạng đúng của kiểu ngày trong VBA. Hoặc là, ở đây hãy copy xuống. Hoặc là, tương tự. Vì chúng ta có 3 khoản ngày có mức giá là, có mức giảm giá là 10%. Cái này sẽ dùng OR 2 lần. Như vậy chỗ này thì copy thằng này, dán vào đây. Rồi tương tự thằng này, dán vào đây. Và ngày này, dán vào đây. Rồi, đến bên đây. Ngày. Và ngày. Rồi cuối cùng, then. Như vậy then nằm cùng một dòng. Như vậy thầy sẽ không cần dấu xíu gạch này. Then. Rồi, nếu ngày mua nằm trong khoảng 3 ngày này, thì mức phần trăm giảm sẽ bằng 10%, 0.1. Nếu tụi em gõ 10% nó không ra, tụi em 10% nó không được. Không cho phép gõ 10% thì các em gõ là 0.1 thôi. Rồi. Hoặc là else if khoảng ngày hãy copy xuống từ 1 tháng 9 đến 20 tháng 10 trong đây thì then phần trăm hãy copy xuống sẽ bằng 0.2 hoặc trường hợp cuối cùng khoảng ngày là từ 23 tháng 11 đến 25 tháng 11 thì phần trăm là 0.5. Cuối cùng, end if. Rồi, ở đây hãy chạy thử. Vậy bên giảm giá chúng ta bằng giảm giá thì chọn ngày mua. Ra là 0. Rồi. Tiếp tục thì sẽ format cell lại thì thêm số 0 vào. Vẫn không được. Lý do đơn giản là chúng ta chưa truyền biến phần trăm này vào tên hàm nên sẽ không có kết quả. Vậy hãy thử đưa tên hàm bằng phần trăm. Rồi, đây để em click vào ô đầu tiên, ta enter chạy lại thì kết quả đã ra rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ thêm phần giảm giá tính bằng tiền vào. Như vậy chỗ này ta thêm số lượng vào để so sánh cái phần thứ 2 và thứ 3 tụi em. Tức là nếu mua hàng từ 2 sản phẩm rồi hơn 2 sản phẩm thì sao? Vậy hãy thêm vào chỗ này là nếu số lượng. Vậy chúng ta sẽ cần thêm một biến nữa, đó là biến số lượng mua. Truyền số lượng vào đây. Số lượng vào đây. Rồi. Nhưng mà chỗ này hãy xóa đi. Đây là cái phần là số lượng mua. Còn trên đây là phần ngày mua. Thầy xóa cái này cho dễ nhìn. Vậy nếu số lượng bằng 1 thì lúc này cái phần trăm giảm sẽ bằng đúng mức giảm ở trên đây. Thầy copy xuống. Rồi. Hoặc là else if
số lượng bằng 2 thì phần trăm giảm sẽ được cộng thêm 5%. Như vậy cộng thêm 5% là 0.05. Và cuối cùng còn lại else thì phần trăm giảm sẽ bằng phần trăm giảm của mua hai sản phẩm cộng thêm cho, đây là số lượng mua trừ đi hai sản phẩm, và chúng ta nhân thêm cho 0.02, vì mỗi sản phẩm mua thêm từ hai sản phẩm sẽ được nhân thêm là 2%. Rồi cuối cùng thì cái giảm giá sẽ bằng số lượng nhân cho phần trăm giảm, và chắc chắn phải nhân với đơn giá nữa. Như vậy thầy thêm đơn giá vào đây, thêm tham số đơn giá vào. Vậy chỗ này sẽ nhân với đơn giá. Rồi. Vậy, ở đây thầy chạy thử. Enter. À, chúng ta bị value. Thầy đã thay tham số là 3 tham số. Nhưng mình đây chỉ có một tham số thôi. Thì bị value là đúng rồi. Như vậy tham số truyền vào là đơn giá, số lượng và ngày. Vậy thầy chọn lại như sau. Đơn giá, số lượng và ngày. Và tem nhớ rằng trật tự bên đây sẽ bằng đúng với trật tự phần bên đây. Đơn giá, số lượng và ngày. Rồi, thầy fill xuống bên dưới. Ở đây thầy chọn là chúng ta chỉ fill mà không có format. Rồi, thầy chỉnh format cell lại. Giảm xuống 0 xuống. Vậy là tạm xong rồi tem. Nhưng có vấn đề xảy ra ở đây là ngày 22 tháng 11. Ta xem đây nhé. Thì ngày này không hề có trong cái chương trình giảm giá này. Nhưng mà vẫn được giảm giá. Thì lý do đơn giản là lúc chúng ta lập luận thì chúng ta luận từ trên xuống dưới. Và trường hợp số lượng mua này nó không có phụ thuộc bất cứ vào cái ngày nào trên đây cả. Mà nó là cái if độc lập hoàn toàn với phần ở trên. Cho nên là nó vẫn sẽ chạy chỉ cần có đủ số lượng là 3 sản phẩm. Thì nó chạy đúng cái trường hợp này. Đây, đúng trường hợp này thì ra kết quả là như bên đây. Như vậy để khắc phục trường hợp này thì chúng ta sẽ thêm một biến phụ nữa thì vậy ứng với mỗi ngày mà được giảm giá thì tụi em thêm cho thầy một biến nữa là biến được giảm. Thầy đặt biến này là 1. Như vậy nếu biến được giảm là 1 cùng với số lượng thì mới được giảm. Tương tự, trong trường hợp này được giảm bằng 1 và được giảm bằng 1. Rồi, ở phần số lượng thì phải có hai điều kiện là số lượng phải bằng 1 và được giảm phải bằng 1 nữa thì mới được giảm giá. Tương tự ở đây. And và chỗ này phải là else if để chúng ta lấy được cả hai trường hợp ra. Như vậy cả số lượng phải giảm giá lớn hơn hoặc bằng lớn hơn 2 và phải được giảm nữa thì chúng ta mới được giảm. Rồi, thầy trở lại bên đây. Enter. Chính xác rồi tìm. Vậy thành tiền nó sẽ bằng là đơn giá nhân số lượng và trừ đi giảm giá. Đây thầy chỉ fill số thôi, công thức thôi. Chúng ta chỉnh format cell lại. Giảm xuống 0 xuống. Rồi. Nhưng mà đây là kết quả chính thức của bài số 2. Xin chào các em.